Thì cả nhà mới thở là mình vừa nói dứt tiếng rồi nó xuất hiện đi tới 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 cầm cây tính quét mình đó cả nhà, thì mình đã dùng chưởng mình đánh nó một cái thì biến mất rồi. Xuất hiện ra là muốn giúp hay là muốn hành hung, cứ vậy hoài đâu được, đâu có siêu thoát được. Xuất hiện đó nữa cả nhà, hello, xin chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Rờm Vlog nha. Thì cái nhà thì hiện bây giờ Nguyên Rờm đang ngồi ở trước cái căn nhà mà có cái vong quỷ. Thì cái nhà cũng đã biết, nếu mà theo dõi trên kênh của Nguyên Rờm thì cái căn nhà này hiện bây giờ cái vong này nó dữ dằn lắm cả nhà, coi như là mọi người xung quanh đây là đều thấy nó hết. Mà mình đến mấy lần rồi thì coi như là mỗi lần mình đến mà mình khi mình vừa vào thì cầm cây hoặc là những cái vật khác dí mình. Thì hiện bây giờ thì hôm nay mình trở lại cái khu vực cái căn nhà này, thì cái nói chung cái ý định của mình thì mình sẽ không nói ra, nếu mình nói ra thì sợ vong nó sẽ biết được cả nhà. Còn riêng về cái kênh của mình, nói chung thì riêng về mình với lại em Tú thì trong cái thời gian này thì hai anh em không có đi quay chung, là tại vì ở khu vực mình và em Tú không có cự cãi gì hết, nhưng mà mỗi đứa là mỗi đi một nơi, vì hiện bây giờ rất là nhiều vong linh cả nhà, thì anh em chia nhau để có thể giúp được cho vong. Riêng về vong và những cái quý thính giả yêu quý thì cũng nói chung thì cũng xin tất cả hãy ủng hộ trong Nguyên Rờm và cũng như bên kênh của em Tú, vì trong thời gian qua thì cái kênh của mình nó cái lượng view cả nhà nó rất là yếu, cho nên cái thu nhập mình nó khá là thấp, cho nên là cuộc sống thì cũng khó khăn, cho nên mình cũng tách ra với em Tú để đi làm, đi quay một mình để có được cái sự ủng hộ của quý cô chú anh chị nhiều hơn. Thì hiện bây giờ thì quay lại căn nhà này thì bây giờ thôi Nguyên Rờm xin mời toàn thể quý cô chú anh chị mình theo Nguyên Rờm vào bên trong nha. Ok cả nhà, thì Nguyên Rờm xin mời toàn thể quý cô chú anh chị mình theo chân của Nguyên Rờm vào bên trong nha. Mình đứng đây nhưng mình thấy nó đứng đó kìa. Đó ta. À, đứng đây cả nhà. Đó. Cầm cây như vậy đó rồi quý hỏi quý cô chú anh chị mình dám vô không? Em cày.
vô đó thì mình không hết thấy cả nhà. Vậy mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn cả nhà. Đi vòng vòng. Cây này đây này. Tiếng đâu ta? Tiếng động không thấy này. Hiện nữa, nãy mình đi vô cũng kiếm vòng vòng thì không thấy. Đứng ở đó nha. Thì cả nhà mình cũng đã dùng phép thuật mình làm đánh cái bông này thì giờ nó bị kiểu như là nó bất động đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ tiến đến và mình xem thử mặt nó như thế nào cả nhà. Cái mặt nó quá thấy ghê cả nhà. Nó trắng bệt à. Ghê lắm. Nó phá được rồi, phá được luôn à.
Vô. Mình mới thấy được cái gương mặt nó trắng bệch mà hai bên có hai cái răng nanh đó cả nhà. Vô. Giờ mình vô kiếm nè. Bên đây nè. Đứng ngay cửa phòng cả nhà. Quá hung dữ à. Thì cái nhà thì mình mới đi vô trong đó mà mình không thấy. Bây giờ mình sẽ ra được mới vô đó mình kiếm không mà không gặp ta. Quá dữ. Cái phép của mình đánh nó là chỉ giữ chân được nó xíu à. Nó không giữ được lâu. Thì cả nhà đứng đâu thế vô đi kiếm không gặp mà vừa đi ra ngoài một cái này. Tiêu nó thấy mình vừa đi ra ngoài để can nó đi gặp đi kiếm không gặp thì cái nhà thôi bây giờ mình xin phép tạm ngưng đi để ra ngoài trước mình đặt cái cam mà. Và mình thắp ba nén hương để mình cúng xem mình dụ nó ra nha cả nhà. Ok cả nhà thì hiện bây giờ thì cái vong này đang ẩn ở bên trong. Nói chung thì thường thường thì cái vong này xuất hiện ngay trước cái cửa của cái phòng ngủ đó cả nhà. Để mình thắp mấy nén hương mình dụ ra cả nhà.
cúng xong rồi, bây giờ mình sẽ tạm dừng khỏi camera để xem nó có ra và xuất hiện không cả nhà. Thì nếu mà mình thấy nó xuất hiện thì mình sẽ nhưng mà mình phải sẽ không nói. Nếu nói trước thì sợ quý cô chú anh chị mình nói là mình không nói trước thì cái vong nó sẽ biết, sẽ nghe.
Ok cả nhà, không biết từ sớm giờ quý cô chú anh chị mình ở bên trong này có thấy cái vong quỷ đó xuất hiện hay không cả nhà. Bây giờ mình sẽ ngồi tạm thời ngồi đây để xem coi nó có xuất hiện hay không. Nếu vong linh ở bên trong nghe lời tôi nói á thì bây giờ hãy xuất hiện đi. Muốn làm cái gì thì làm. Thì cả nhà mới thờ là mình vừa nói dứt tiếng rồi nó xuất hiện đi tới 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 cầm cây tính quét mình đó cả nhà, thì mình đã dùng chưởng mình đánh nó một cái thì biến mất rồi. Xuất hiện ra là muốn giúp hay là muốn hành hung, cứ vậy hoài đâu được, đâu có siêu thoát được. Xuất hiện đó nữa cả nhà. Mới chuẩn cái té nằm đó biến mất à. Đánh. Vô mình kiếm một cái nữa cả nhà, mình đánh nó trọng thương rồi đó. Đánh té nằm đây nè, trọng thương rồi. Biến mất tiêu luôn rồi. Ok cả nhà, thì mình cũng đã trừng trị cái vong quỷ này rồi, thì chắc có lẽ nó biết sợ cho nên nó biến mất tiêu rồi. Mình kiếm một vòng ở ngoài đó, đi vào trong phòng rồi vào bên trong này luôn cũng không thấy, thì chắc có lẽ đến đây thì Nguyên Đờm cũng xin khép video lại. Thì cuối video thì Nguyên Rồng cũng xin chúc toàn thể quý cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Nếu mà cả nhà có yêu quý Nguyên Rồng thì cả nhà hãy vào đăng ký kênh và bật chuông lên để nhận được những cái video mới nhất của Nguyên Rồng nha cả nhà. Chào cả nhà.